Đạo Đức Kinh có nói: bất tranh nhi thiện thắng. Cảm giác cá nhân của việc thua cuộc, bị thua thiệt trước một ai đó, thất bại trong việc nào đó là những cảm giác không dễ chịu gì. Nó khiến tâm tình người ta xáo trộn, thần trí, khí lực hỗn loạn bất tịnh. Việc này xảy ra phần lớn do bản ngã quá cao. Vì cao nên khi thua thiệt thì không cam lòng. Sự khổ như thế này thật do người ta tự mình làm khổ mình vậy. Nổi giận, sân si, khó chịu, rồi tìm cách gỡ lại chút danh dự, tự tôn của bản thân, tìm cách chứng minh rằng bản thân tài giỏi, bản thân có khả năng thắng cuộc, rất dễ làm người ta phiền não, mệt mỏi với nó. Cứ thông thả tự do, cố gắng hết sức mình trong việc sống lương thiện, sống tốt nhất có thể, để mang lại lợi lạc cho bản thân, người và vật xung quanh trong đời này. Việc thắng hay thua kém một ai đó không quan trọng. Quan trọng là mình đã cố gắng hết sức, sống thật với mình và tự biết bản thân mình là đủ. Không cần phải chứng minh cho ai khác nhìn thấy biết mình mạnh mẽ và tài năng đạo đức ra sao. Biết mình là được. Giữ tâm bình thản, không tranh hơn thua với người, với đời, thì tự nhiên mình đã thắng được sự nhỏ nhen của mình. Vậy là mình có thể trưởng thành, có thể thành nhân. Nếu mãi giữ những chấp kiến vụn vặt với từng cá nhân, từ việc nhỏ tới việc lớn, thì lòng mình cũng bé tẹo như những việc đơn giản ấy. Bao giờ mới có thể lớn mạnh vĩ đại được? Muốn lớn mạnh vĩ đại, trước tiên cần bỏ lớp vỏ bọc nhỏ bé kìm hãm thân tâm mình vậy. Con sâu phải nhả tơ đóng kén, rồi lại cố gắng phá kén thì mới thành con bướm xinh đẹp, thong dong bay lượn trong không trung.